Riết bây giờ mẹ thấy mẹ nói cái gì, mẹ làm cái gì cho con cũng bị con chê hết trơn. Thưa ba, mẹ không mới về. Chị ba. Ủa con, trời đất ơi, sáng giờ ba với mẹ nó chờ điện thoại con quá trời quá đất luôn, con không gọi về. Sao rồi hả? Con cái bây giờ nó chỉ cần bước chân ra khỏi cổng thôi là nó quên mất tiêu ba mẹ nó là ai tên gì luôn. Ê em, con sao buổi thuyết trình sao rồi con? Con chưa biết nữa ba. Ủa sao chưa biết con? Bộ chưa có kết quả hả? Rồi chừng nào có? Ủa không biết làm sao? Hồi sáng mẹ thấy con tự tin lắm mà. Rồi sao giờ mặt con xìu quá vậy? Rớt rồi hả con? Rớt rồi hả con? Rớt rồi hả con? Rớt thôi mà. Thì cũng giống như thằng Cường nè. Nó đi xin việc có bao giờ mà nó được đậu đâu. Cái thằng này hả? Xin là rớt, xin là rớt. Không bao giờ đậu. Con vô nhà trước nha. Tại vì con á, không chịu mặc cái đầm của mẹ chuẩn bị. Cái đó là phong thủy đó. Riết bây giờ mẹ thấy mẹ nói cái gì, mẹ làm cái gì cho con cũng bị con chê hết trơn. Vì ông bà mình nói có sai đâu. Cá không ăn muối, cá ương là vậy đó. Đúng rồi. Con mà rớt thì đương nhiên mẹ là người vui nhất rồi. Bây giờ tự nhiên chuyện con không mặc cái áo mẹ mua thành chuyện con bất hiếu, nên con mới bị trời phạt, bị người ta chơi rớt rồi đó. Mẹ vừa lòng chưa? Nè, con bỏ cái thói mà nói chuyện với mẹ như vậy nha. Bộ mẹ không có quyền được nói gì với con hả? Làm gì có cái thói cứ đứa con gái nào mà mẹ nói một câu là nhảy đống 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 lên như vậy hả? Con à, con học hành nhiều con phải biết suy nghĩ chứ. Lấy cái não ra mà động não đi. Có một người mẹ nào bây giờ con mình rớt mà vui không? Không phải tự nhiên con vậy đâu. Mẹ phải sao con mới vậy chứ? Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ 2, 3, 4. Đăng ký VIP để xem trước một tuần trên VR.